trần dung Đức Hải, tỏ tình hoa Mỹ. Ra về cùng với Jenna Anh Phương, con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Tập 76 tỏ tình hoa Mỹ lên sóng với sự xuất hiện của Đức Hải, chàng trai sở hữu ngoại hình giống với Sơn Tùng MTV. Với lần trở lại này, trái tim của Đức Hải chỉ hướng về một người con gái duy nhất nên anh đã từ chối màn tỏ tình ngược để trực tiếp tỏ tình với Crush. Thẳng một đường, anh bước tới trước mặt Jenna Anh Phương và nói, đây là lần thứ hai em tỏ tình trị. Chia sẻ của đối phương khiến con gái của nghệ sĩ nhân dân trần nhượng bất ngờ bởi cô không nhớ lần đầu tiên Đức Hải thổ lộ với mình là khi nào. Sự xuất hiện của Đức Hải không chỉ khiến dàn khách mời phấn khích mà còn làm cho khán giả không khỏi bất ngờ bởi trước đây anh đã tới để tỏ tình phan ni nhưng không thành đức hải cho biết với anh tình cảm không thể đếm một cách bất chợt được không chỉ qua một vài câu nói mà khiến trái tim rung động và anh nhận ra khi thích một người nào đó đủ lâu tình cảm dành cho họ đủ nhiều thì anh sẽ lấy hết can đảm không ngần ngại mà bước lên sân khấu tỏ tình hoa mỹ một lần nữa để bày tỏ tình cảm với người mình thương theo chia sẻ, trong một lần thấy Jenna Anh Phương đang live stream với một người bạn của mình trên Facebook, Đức Hải đã vào tương tác nói chuyện. Nhờ cơ duyên đó, cặp đôi mới bắt đầu kết nối với nhau, cùng nhau chơi game hay live stream trên Instagram. Dù chưa từng trực tiếp gặp mặt, nhưng Đức Hải đã cảm mến con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng từ lúc nào không hay chọn bối cảnh tỏ tình là khung cảnh hoàng hôn bên bờ sông tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hải cho biết đây là nơi anh thường xuyên tới mỗi khi buồn hoặc gặp áp lực trong công việc và Jenna là cô gái duy nhất đã từng tới đây với anh. Và cũng chính hôm cả hai ngồi đây trò chuyện, Jenna đã vô tình phân rõ mối quan hệ của cả hai khi khẳng định rất thích hợp để làm bạn gái của nhau. Đối với nữ chính, đó là một câu nói vô tư, nhưng đối với Đức Hải, lời nói đó như một lời từ chối tình cảm, đẩy anh ra xa. Khi cảm nhận được đàn em có cảm xúc đặc biệt với mình, Jenna Anh Phương đã chọn giữ khoảng cách vì xác định đối phương chỉ có thể là em trai, bạn bè. Qua những lần trò chuyện, nữ chính cảm nhận được Đức Hải là một người rất văn vở mà cô lại không thích điều này. Để không bị hiểu lầm, nam chính cho biết khoảng thời gian đó cả hai chưa có dịp gặp mặt nhau lần nào nên anh chỉ biết quan tâm cô bằng những lời nói, những tin nhắn văn vở, nhận thấy đối phương lơ mình, Đức Hải thưa dần những lời hỏi thăm. 6 tháng, khi quen nhau trên mạng xã hội thì cả hai mới bắt đầu gặp mặt nhưng mối quan hệ lại rất thân thiết. Khi biết Đức Hải đang buồn và gặp nhiều áp lực, Jenna Anh Phương đã bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ, khiến nam chính cảm động. Chính sự quan tâm của cô đã làm chàng trai này nảy sinh tình cảm, xong lại phải chôn giấu. Trong lòng, vì con gái nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng chỉ xem mình là bạn, Khoảnh khắc đó khiến em nhớ lại lần đầu tiên mình gặp nhau và cảm xúc của em lúc đó lại một lần nữa trỗi dậy. Lúc đó em đã xác định được rồi em thương chị Đức Hải trải lòng. Khoảng thời gian Jenna quyết định đi thi hoa hậu, Đức Hải cũng theo dõi mọi động tích của cô trên mạng xã hội. Anh lo lắng đối phương phải chịu nhiều áp lực, mệt mỏi với lịch trình luyện tập dày đặc. Nhắc lại những kỷ niệm đó, Đức Hải không giấu được nỗi buồn vì không thể ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc cho cô. Sau đó anh bất ngờ hôn lên trán khiến Jenna anh Phương đỏ mặt. Nam chính lý giải, em nghĩ nụ hôn này như lời an ủi, động viên, bù đắp cho khoảng thời gian trước, em chưa làm được, anh cho hay. Để chinh phục được trái tim của Kurt, Đức Hải đã giải công chuẩn bị thêm một chiếc clip dài, chứa đựng những tình cảm và lời gửi gắm của Sơn Sơ Hô, Lincoln, Minh Tê, Đức Anh. Và Duy Luân, đặc biệt là bố ruột của Jenna Anh Phương là nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, bất ngờ xuất hiện trên màn hình với những lời gắm gửi, đầy yêu thương, nam nghệ sĩ mong con gái tìm được một chàng trai. Ở bên cạnh, luôn quan tâm chia sẻ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Lúc Jenna trùng cảm xúc khi nghe lời nhắn nhủ của ba, Đức Hải đã nhanh chóng đi thay đồ và trở lại với bộ outfit trắng như một chàng hoàng tử và một khung cảnh cực lãng mạn. Biết đất không đạt được danh hiệu trong cuộc thi Hoa hậu trước đó nên anh đã đích thân. Trao tặng cho cô một chiếc vương miện lấp lánh, cảm xúc của nữ chính thực sự vỡ oà, ôm chầm lấy đàn em, bật khóc nức nở. Không chỉ thế, Đức Hải còn vẽ ra một kế hoạch cho tương lai của cả hai, trong đó có cả bản demo bài hát sắp ra mắt của Jenna, khiến cô một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên vì bài hát này chỉ có cô và Đức Anh, người viết ca khúc cho cô biết mà thôi. Khi truy hỏi thì Đức Hải mới khai, ý tưởng của bài hát này là do anh môi cho Đức Anh. Đến thời khắc quyết định, thấy Jenna bối rối, chỉ đứng im một chỗ mà không nói một lời nào, Đức Hải đã quyết định ra về để không làm cho đối phương áp lực. Em không muốn tạo áp lực cho chị thêm nữa vì em biết cuộc sống của chị quá nhiều áp lực rồi. Em cũng không muốn chị rơi nước mắt vì hối tiếc hay buồn đau. Em chỉ muốn chị rơi nước mắt khi chị hạnh phúc thôi. Nam chính bày tỏ, tuy nhiên khi Đức Hải quay lưng rời đi, Jenna anh Phương đã bất ngờ quay lại, níu tay đàn em bộc bạch, dắt chị theo với. Chứng kiến khoảnh khắc đó, khán giả và dàn khách mời không kiềm được cảm xúc, người vỗ tay không ngớt, người rơi nước mắt xúc động, nhưng tất cả đều vỡ hòa trước cái kết đẹp này. Như vậy gia đình tỏ tình hòa mỹ, chào đón thêm một cặp đôi mới, Jenna Anh Phương, Đức Hải, Jenna Anh Phương, tên thật là Trần Hoàng Anh Phương, sinh năm 1996, là con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng và là em cùng cha khác mẹ với nghệ sĩ Trần Bình Trọng cô nhận được sự quan tâm của khán giả khi lần đầu chạm ngõ phim truyền hình qua vai diễn dương cô con gái cả của vợ chồng Duy Anh, Tuấn Tú và Thùy Dung, Thúy An, phim anh có phải là đàn ông không? Trước khi xuất hiện trên sóng VTV, anh Phương có một thời gian hoạt động với vai trò là diễn viên, ca sĩ trong miền Nam. Cô từng góp mặt trong MV Tý họa của KIC, hay tham gia game show, ca sĩ bí ẩn, tỏ tình hoài mỹ, chân ái. Ái nữ nhà nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng nhận được nhiều lời khen về ngoại hình xinh đẹp vì có bố và anh rất nổi tiếng, nên anh Phương gặp phải không ít áp lực. Cô từng chia sẻ, đôi lúc tôi cảm thấy bản thân có những cái bóng quá lớn cần phải vượt qua. Nhiều người chỉ gọi tôi là con gái của bố Trần Nhượng, chứ không gọi đúng tên tôi là anh Phương. Tôi vẫn đang chứng minh khả năng của bản thân để không bị gán mắc là con gái của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng hay em gái của đạo diễn Trần Bình Trọng. Trước đó, Đức Hải từng lên sân khấu tỏ tình Phan My Trần. Ngay sau khi xuất hiện, chàng hot boy sinh năm 2000 này đã được các cô gái ví như bản sao của Sơn Tùng MTV. Hai giới thiệu, anh chàng này hiện đang là diễn viên người mẫu. Đây cũng chính là nam chính trong MV Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em của Phí Phương Anh. Qua phần tìm hiểu từ khóa, Đức Hải cho biết mình được Sơn Tùng MTV truyền cho cảm hứng về nghệ thuật. Dù chỉ mới 21 tuổi, Đức Hải khiến mọi người ngạc nhiên bởi lối suy nghĩ trưởng thành trong tâm hồn lẫn cảm xúc, rất kiên định với ước mơ của mình. Tham gia chương trình, Đức Hải chuẩn bị khung cảnh tỏ tình đặc biệt, thuyền giữa biển khơi. Nữ chính khiến nam diễn viên thầm thương trộm nhớ trong thời gian dài chính là Fanny Trần. Đức Hải ấn tượng với Fanny từ clip cover rap Mượn rượu tỏ tình. Từ năm 2019, càng tìm hiểu anh chàng cảm thấy nữ streamer có nhiều điều thú vị và bắt đầu dành tình cảm cho cô nàng. Fanny chia sẻ, từng tìm hiểu bốn chàng trai nhỏ tuổi hơn mình và kết quả đều cảm giác không an toàn, không đến được với nhau. Chính vì thế nữ streamer có phần e rè với những chàng phi công. Trước nỗi lo của Fanny, Đức Hải đã bày tỏ tấm lòng vô cùng chân thành, hứa hẹn sẽ bên cạnh Fanny để lắng nghe những chia sẻ. Khi nhận được câu hỏi, chị có muốn về nhà cùng anh không? Fanny Trần đã đưa ra câu trả lời, mong muốn sẽ tìm hiểu Đức Hải sau chương trình. Hy vọng sau những cuộc trò chuyện có thể cùng nhau tâm sự và tiến triển mối quan hệ tốt đẹp hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Hải xuất hiện trong một sâu tỏ tình. Trước đó anh chàng vừa góp mặt trong tập 1, tần số tình yêu mùa 3 và chinh phục được trái tim của nữ chính Bích Ngọc. Trong giây phút quyết định khi thực hiện cuộc gọi cho Bích Ngọc, Đức Hải cũng dành nhiều lời ngon ngọt. Ngọt ngào khiến trái tim của nữ chính rung rinh. Cảm ơn Ngọc đã bắt máy của anh. Từ đầu chương trình tới giờ anh rất ấn tượng về Ngọc. Tính cách của em, sự mạnh mẽ của em thể hiện ra bên ngoài, anh đều thấy. Nhưng anh nhìn thấy được tâm hồn của em thực sự không mạnh mẽ như vậy. Anh muốn anh sẽ là người bên cạnh em. Tìm hiểu dùng chính cảm xúc thật chính tính cách thật của em để tiếp xúc với anh